Theo điểm A khoản 1 điều 97 Nghị định 08 năm 2022 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, quy định về quan trắc nước thải, quy định mức lưu lượng xả thải trung bình của dự án cơ sở thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm môi trường từ 200 mét khối một ngày đến dưới 500 mét khối một ngày, mức lưu lượng xả nước thải từ 500 mét khối một ngày trở lên thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc môi trường nước xả thải theo quy định. Để thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công văn số 4296 về việc triển khai nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu và thực hiện các quy định về quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động liên tục trên địa bàn tỉnh. Ngày 9 tháng 1, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản 154, trong đó nhấn mạnh tại điểm A, khoản 4, điều 97, Nghị định số 08, ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau. Thời hạn hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, có camera theo dõi và thiết bị lấy mẫu tự động và kết nối truyền số liệu trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Theo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường, trên địa bàn tỉnh có tổng số 99 cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động liên tục với tổng số trạm phải lắp đặt 133 trạm nước và khí, trong đó 71 cơ sở lắp đặt quan trắc nước thải. Với tổng số trạm 77 nước, 15 cơ sở lắp đặt quan trắc nước thải và khí thải, với tổng số trạm 15 nước, 20 khí và 13 cơ sở lắp đặt quan trắc tự động khí thải với tổng số trạm là 21. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, có 37 cơ sở đã lắp đặt 67 trạm quan trắc tự động phát thải, trong đó 36 trạm nước thải và 21 trạm khí thải đã và đang vận hành. Tình trạng hoạt động của các trạm khí thải, nước thải trên địa bàn tương đối ổn định. Những lợi ích mà hệ thống quan trắc tự động liên tục giám sát việc xả nước thải, khí thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh khá lớn, giúp doanh nghiệp minh bạch trong vấn đề xả thải, khẳng định ý thức bảo vệ môi trường. Nhất là thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện không ít cơ sở sản xuất kinh doanh xả lén nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Hiện tại của khu công nghiệp Thành Thành Công với tổng diện tích là khoảng 7.600 hecta, thì hiện nay với khoảng hơn 100 các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ở tại khu công nghiệp với tổng cái khối lượng nước thải phát sinh về hệ thống xử lý tập trung là đâu đó khoảng 15.000 mét khối ngày đêm và đang được dẫn về hai hệ thống xử lý của khu công nghiệp. Thứ nhất là nhà máy xử lý nước thải của khu đa ngành với công suất là 4.000 mét khối ngày đêm. Và thứ hai là nhà máy xử lý nước thải của khu dệt may với công suất là 12.000 mét khối ngày đêm. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là nhà máy xử lý nước thải của khu dệt may với công suất 12.000 mét khối ngày đêm. Và với việc tiếp nhận các cái nước thải của phân khu dệt may với chất lượng nước đầu vào nó là tiêu chuẩn cột B theo QCVN 40 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, và sau khi mà qua hệ thống xử lý nước thải tập trung thì nó sẽ được xử lý và tiêu chuẩn cột A của QCVN 40 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi thải ra môi trường. Thì với cái hệ thống này hiện nay đã được lắp và đưa vào vận hành một cách hoàn chỉnh và đã được lắp đặt cái hệ thống quan trắc tự động và tất cả các cái dữ liệu nước thải sau khi mà xử lý và thải vào cái hồ hoàn thiện sẽ được hệ thống quan trắc tự động để giám sát và truyền các cái dữ liệu này về các trung tâm giám sát quan trắc của tỉnh cũng như là các cái cơ sở ban ngành để thực hiện cùng cái việc giám sát này. Trước việc còn nhiều doanh nghiệp thuộc đối tượng theo quy định phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục chưa hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục, ngày 14 tháng 6, Sở Tài nguyên Môi trường tiếp tục ban hành công văn số 3570 gửi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy định phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh, phải nỗ lực hoàn thành hệ thống quan trắc tự động liên tục về nước thải, khí thải trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.